Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Lê Kiểm Camera. Thì như mọi người đã biết, sensor là một phần rất quan trọng của chiếc máy ảnh. Do thời tiết bụi bặm, chúng ta di chuyển ngoài đường, rồi là do ẩm, mốc. Như vậy thì rất ảnh hưởng đến mỹ quan và rất là tức mắt khi mà xem ảnh có những vết đen hay là vết rễ che trên ảnh. Rồi chúng ta phóng ra, nếu không như không dùng phần mềm Photoshop và Lightroom thì bức ảnh của các bạn sẽ đầy những mạng nhện và rễ che và những chấm đen ở trên ảnh. Như vậy, một bức ảnh được đánh giá là cầu thả và không đạt chất lượng tiêu chuẩn. Hôm nay, Lê Kiểm Camera sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh sensor tại nhà mà không phải ra tiệm. Còn nếu anh chị em nào mà không dám làm hoặc làm không được thì có thể mang qua số 3B Vọng Đức. Lê Kiểm sẽ làm free cho tất cả mọi người. Chỉ cần mọi người đăng ký kênh và chia sẻ bài giúp Lê Kiểm. Sau đây là những dụng cụ chúng ta cần chuẩn bị: nước lau ống kính clean, bóng thổi, banh. Mình thì quen dùng banh rồi, các bạn ở nhà có thể dùng bông tăm ngoài tai cũng được, và bông. Lưu ý, trước khi lau sensor thì phải lạp đầy pin, tối thiểu phải 3 vạch, bật máy lên. Vào mục cờ lê hiển thị cờ lê này, vào sensor clean này, clean manual này. Ok, đó, màn chập sẽ chập lên nha. Sau đó chúng ta sẽ cuốn bông. Dùng bóng thổi hết bụi trên bề mặt xi, tránh tình trạng bị xước. Lấy bông đã tẩm nước lau, lau nhẹ nhàng trên bề mặt. Lau đi lau lại nhiều lượt. Dùng bông khô lau lại. Sau khi đã lau được lượt đầu tiên, ta dùng bóng thổi hết lần nữa. Tiếp đó cuốn bông, tẩm nước lau, lau đợt hai, lau đều trên bề mặt. Làm nhẹ nhàng, lưu ý. Rồi lấy bông khô lau lại. Lượt này là lượt chốt hạ nên các bạn cần phải lau từ từ và nhẹ nhàng nhiều lượt để có thể lấy hết được nước lau ra và đi hết bụi bẩn, mốc, chân mốc. Sau đó dùng bóng thổi sạch, tắt máy. Rất đơn giản thôi. Lê Kiểm Camera vừa lau xong chiếc sensor của máy ảnh 700D. Lưu ý khi lau là các bạn chọn những đầu tăm bông hoặc là cuốn bông dày trên đầu bề mặt để tránh xước. Thứ hai là tay lau nhẹ nhàng và chúng ta lau theo ngược chiều kim đồng hồ nhiều lần. Ok, như vậy là đã xong. Nếu mọi người thấy video bổ ích thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ để ai cũng có thể tự lau chiếc
máy ảnh của mình ở nhà mà không cần phải ra tiệm. Tại vì không chỉ ở thành phố Hà Nội mà các anh em chơi ảnh, các thợ ảnh ở tỉnh rất là nhiều, nên việc và di chuyển đi lên Hà Nội để lau chiếc sensor thì nó mất rất nhiều thời gian và tốn kém. Vì thế Lê Kiểm Camera mới làm clip này để làm sao cho anh em ra được bức hình chuẩn, đẹp và không mất chi phí nhiều thời gian, công sức. Mọi người thấy bổ ích thì hãy chia sẻ kênh cho Lê Kiểm Camera. Cảm ơn.